Trời. Hai chào mọi người, chắc lâu lắm rồi mọi người chưa thấy mình mặc bộ đồ nữa ha. Thì bữa nay mình sẽ đi bắt cái tay quách mà mình không biết có hay không, cho nên là mình chỉ chuẩn bị một cái túi thôi mọi người. Với lại giờ thì mình sẽ đi ra ngoài mình mua thêm một chai nước suối thôi mọi người. Thì giờ mình sẽ đi, thì tí lên trên đó mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Giờ thì mình sẽ đi với nhau mọi người. Tới chỗ đi kiếm cái tay quá mọi người, nhưng mà không thấy con nào hết. Mọi người nghe chim kêu quá trời luôn không? 11:30 tới giờ luôn mọi người. Đây là... nắng quá không hay luôn. Bây giờ là 1:11. Tiếp bây giờ trong mát này là 28 độ mọi người. Ở ngoài kia chắc 30 độ. Nó nắng nắng tàn sáng luôn. Tất cả mình thấy có con tê tê quách bay mọi người. Đó nó bay tất cả. Mình có nghe tiếng kêu. Kìa kìa. Không biết có dưới không ta, để mình chạy xuống dưới thử coi. Tại vì một con đáp xuống và một con bay ngược lên mọi người. Tại phía bên này nè mọi người, dưới này nè, ở dưới đây là cái bờ suối nằm dưới đó mọi người, cho nên là mình nghĩ là nó xuống nước rồi xong nó dòng ngược lên. Thì giờ mình chạy xuống dưới mọi người, đợi mình xíu mình xuống dưới xong rồi mình xuống cái này không có gì hết mọi người, toàn mấy chim nhỏ nhỏ kêu không. Mình không biết tại sao luôn mọi người. Chắc có thể là ở trên này do người ta đặt lưới nữa rồi. Chứ bình thường tại tay quách nhiều lắm mọi người. Năm rồi mình lên đây là quá trời luôn á. Mình ngồi dưới bóng cây. Cây này muốn chết thô luôn à. Nhưng mà rồi đây chờ xíu mọi người, coi có con chim nào nó bay qua hay không, hay là nghe tiếng kêu á, cái mình lần theo. Chạy này nghe nó kêu mọi người, nhưng mà giờ không biết ở đâu luôn. Quá trời luôn. Đây có con chắc luôn mọi người, nhưng mà không biết ở đâu thôi. Mình sẽ kiếm chỗ mát rồi mình tới xe. Đâu quá trời vậy. Nhá cái gốc tre này quá. Đây à. Chứ không còn chỗ nữa mọi người. Lấy áo mưa ra đây, trùm xe lại cho nó mát xe.
Cũng lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng này luôn rồi. Thôi tiếp tục mình đi tới kiếm mọi người, nãy mình thấy nó dưới đây nè mọi người. Mình nghe nó là đã không? Như một bầy ong dở tổ luôn. Trời ơi, gió bay tóc có mưa mình nữa rồi. Ở đây có con nhưng mà không biết có không rồi. Con mà lớn tại vì nó quá là nhiều. Thank you.
là phát hiện một tổ chim nha mọi người, nhưng mà không biết có trứng hay không. Không có gì hết. Mình gần nãy giờ mới chán quá đi ra bắt kiếm luôn mọi người. Chứ giờ cứ bay này kia la sầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.